Ăn món gì đây? Bánh canh. Bánh canh chả cá. Hỏi chả cá gì đi? Chả cá gì? Chả cá Nha Trang. Đây, thành phần là có xương, có thịt, chả cá, đây là nấm, nấm, kim chi, linh chi, bánh canh, miền Tây là ăn có giá với hẹ. Rồi đây, nấu. Dạ thả, bây giờ thả xương đi trước. Bánh canh miền Tây hả? Không, ý là không phải miền. Nay vợ nấu bánh canh ăn hả? Chưa. Thả vô cho nó ngọt. Đây là thả củ vô. Chưa. Cái này không có một cải trang. Ăn củ cải thôi. Bánh canh chả cá. Chả cá này chả cá Nha Trang. Giống như miền Trung với lại miền Tây. Mình ăn bánh canh là phải có để gia hẹ. Lớn bếp lên. Nhưng bữa nay không ăn cơm đúng không? Không, bữa nay buổi chiều ăn cơm cho gia đình ăn bánh canh. Ở đây. Được chưa? Rồi, sắc hành. Nhiêu nồi này nhiêu? Cái nồi này xương hồi nãy, xương có 30 à. Nói chung nấu nồi này chỉ có 50 ngàn. Chín rồi cả nhà ơi, chuẩn bị ăn. Đây. Nấm chả cá Nha Trang nha. Nó quên cái gì rồi. Bánh canh chả cá Nha Trang. Hòa xôi. Bánh canh. Một đô nha. Thịt nhiều, xương nhiều nha bà chủ. Rau ít, bánh canh ít, thịt nhiều nha. Cái xâm lén yếu. Được chưa? Ok. Ba ăn, không dám lấy nhiều. Bà bố mất tội. Ok. Ăn cũng nhiều. Ăn biết dở mặt hơn chồng. Đó là chồng. Ơ quên trời ơi. Mà đến nói ủa xong có sao giá không hàng. Sao không nhá. Trời ơi dở đó. Nhá. Nhiêu nồi này nhiêu tiền? 55.000. 55.000. Trời ra ngoài ăn 2 tô 60. Mà không biết ngon hơn như thế này không? Vừa vậy mơ mốt nhà nấu ăn nha. Đây là chả cá. Quay phim. Vừa nấu ăn vừa quay phim. Có 50.000 nè. Rồi. Chả cá đây. Nguyên cái đùi luôn. Ngoài ăn sao hả?
xong bỏ hành vô mới múc nước vô. Ok. À. Ok. Cái này tối nhiều của em. Chưa cục nạc cho bằng ngọ đi. Không có tôm, mực. Nhiều chuyện ăn bằng đòi hỏi. Tôm mực gì đâu đây. Bánh canh bỏ giữ tấp binh vậy hả? Chắc cái nồi nó lên đến trăm mấy. Ồ, tôi mê cái nấm này lắm. Rồi nha. Rồi đây. Ngon nhất nè. Cái này mà không nhiều là không ngon. Đi ra ngoài ăn tiệm nó trộn người ta bán rồi để chút xíu. Khẳng định luôn, mẹ nấu ngon hơn ngoài nữa. Nước vô. Nước vô. Ăn nhớ hồi xưa mùa dịch. Nhớ hồi mùa dịch Covid. Nấu ở nhà ăn không á. Đâu ra đường đâu. Mời cả nhà ăn buổi chiều. Đây. Ăn mà có mấy này là là đêm chưa nha. Đây. Ôi nó đâu. Nấm. Thèm. Ăn thử đây, thử nấm. Nấm chiên linh chi. Thiệt giờ thế giới này bán cái gì nó cũng bán. Nấm nhiều lỡ nấm mấy trăm là nấm. Làm lạc gì nếm thử. Ngọt. Sao sao vậy góp ý. Ngon. Không phải là góp ý nữa mà. Đó phải lần đầu tiên em nấu cho anh ăn. Có một cái nước kìa. Mà nặng chanh nữa là chanh thấm á. Nặng chanh ra. Cái chanh thấm á. Ăn miếng ớt. Tình giấy mà. Tình giấy. Tình giấy. Tình giấy. Tình giấy nữa cái gì. Mẩm đỏ. Nó là đỏ có gì anh nó hả? Nó
là ăn luôn á, không bị lạ. Nóng, cay, nhưng mà vẫn thích ăn cay nó ngon.